Sư Đầu Sơn là một trong những điểm tham quan rất đẹp nhưng lại chưa được đánh giá cao ở Đài Loan. Ở ngọn núi này có nhiều ngôi chùa, một số trong đó được xây dựng trong hàng động hoặc nét vào vách đá và được kết nối bởi một mạng lưới các lối mòn đi bộ rất lãng mạn. Núi Sư Đầu nằm giữa Tân Trúc và Miêu Lật, và du khách có thể leo lên núi qua những con đường mòn rất dễ đi. Trên ngọn núi cảnh quan đẹp như tranh vẽ này có rất nhiều những ngôi chùa được chạm khắc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, chỉ cao có 492 mét tại điểm cao nhất. Núi Sư Đầu được đánh giá là thấp theo tiêu chuẩn của Đài Loan những con dốc được bao phủ trong những khu rừng rậm rạp, tươi tốt, thường xuyên bị che khuất trong sương mù và che giấu vô số bức tường đá, hang động và những ngôi chùa. Năm 1892, một tu sĩ tên là Puji đã khám phá xung quanh khu vực này và tìm thấy nhiều bộ xương người trong một hang động. Ông yêu cầu chủ sở hữu đất xây dựng một ngôi chùa để thơ cúng những người quá cố. Ngôi chùa được đặt tên Xi'an Rong, nó nằm gần đỉnh núi, trông giống như đầu sư tử. Chùa sau đó được đổi tên thành chùa Yuan Guang, mặc dù đã được xây dựng từ rất lâu. Ngôi chùa vẫn còn cho đến ngày nay và trông gần như mới. Sau đó nhiều ngôi chùa khác cũng được xây dựng tiếp theo đó, bao gồm cả chùa Quan Hô khổng lồ ở phía Miêu Lật, giống như Rong. Si trong số hơn 20 ngôi chùa trên ngọn núi Sư Tử này có nhiều chùa được xây dựng bên trong các hang động hoặc bên dưới các tảng đá nhô ra. Hầu hết các ngôi chùa trên núi Sư Đầu đều thuộc Phật giáo, chùa Quan Hô và một vài ngôi chùa khác là những ngôi chùa điển hình của Đài Loan khi kết hợp các yếu tố từ đạo giáo, Phật giáo và tôn giáo dân gian. Năm 1993, Sư Đầu Sơn được công nhận là khu thắng cảnh của tỉnh. Khu vực rộng lớn này bao gồm các điểm tham quan gần đó như Hồ Y Mây, nổi tiếng nhất là khu phức hợp Phật giáo khổng lồ Nature Loving Wonderland và khu vực Baipu, được biết đến với văn hóa Hakka, phố cổ và suối nước lạnh. Năm 2001, chính phủ đã gộp núi Sư Đầu cùng với Ly ở Đài Trung và Ba ở Trang để tạo thành khu thắng cảnh quốc gia núi Chi Mao Từng. Nhờ những phát triển này, môi trường núi và văn hóa tôn giáo độc đáo được bảo vệ, những con đường mòn được sửa sang và duy trì tốt. Đồng thời một trung tâm thông tin du lịch đã được xây dựng tại chỗ để cung cấp thông tin cho du khách có bốn tuyến đường đi bộ đường dài liên kết chính trên núi Sư Đầu. Tất cả bắt đầu gần trung tâm du khách Si Tu San ở phía Tân Trúc. Hầu hết du khách đi bộ trên đường mòn lịch sử Si San từ phía Tân Trúc đến chùa Quan Hua ở phía Miêu Lật. Những con đường mòn trên núi Sư Đầu được làm rất tốt và không hề khó đi. Chúng đặc biệt đơn giản với cả những người đi bộ trung niên và cao tuổi.